Bài chốc, thực ra bài chốc nó là một cái bài mà chúng ta cũng đã đi qua ở trong cái chương trình đại học, trong một cái phần liên quan đến các bệnh da bọng nước ấy. Thế cho nên là về cơ bản nó là một cái bài rất đơn giản, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trên lâm sàng thực hành thì chúng ta rất hay gặp. Vì thế cho nên là thực ra thì nếu mà gặp được một cái bệnh nhân chốc để mà bác sĩ ra liệu chữa thì nói chung là cũng cũng là một cái trường hợp mà giúp cho chúng ta trở nên nổi tiếng đấy. Bởi vì là nó có thể trông rất là tệ và tổn thương lan rộng rất là nhiều, và nếu mà không chữa chuẩn thì nó cũng biến chứng rất là nặng, thậm chí dẫn đến tử vong. Nhưng mà nếu mà biết chữa thì có khi chỉ 5-7 ngày nó hết. Bác sĩ Nguyễn Minh cũng có những cái một số cái kinh nghiệm vui về cái phần bệnh chốc này. Thực ra thì có rất là nhiều bác sĩ bạn bạn bè có nhờ bác sĩ Nguyễn Minh chữa cái bệnh chốc cho con họ, bởi vì chốc thì thường hay gặp ở trẻ em. Thế cho nên là thường thì khi mà các cái tổn thương nó bọng nước nó lan rộng ở trên da thì chúng ta hay thấy là nó trông nó rất là kinh. Đấy, nhưng mà hầu như các bác sĩ nội khoa mà không phải thuộc chuyên ngành da liễu ấy, người ta nhìn người ta cũng không thể nhận định được nó là cái vấn đề gì. Thế cho nên là người ta cũng rất là lo lắng, bởi vì có khi là một ngày đầu thì nó đang có một tổn thương, nhưng mà có khi trong vòng 2-3 ngày nó có thể lan rộng thành đến cả chục cái tổn thương khắp người. Đó. Nó lan tương đối nhanh và tự lây lan. Thế thì thường là các bác ấy không biết nó là cái gì thì các bác rất là sợ, thậm chí một số người còn sợ là kiểu dạng như là bị các bệnh ung thư da rồi cái gì đấy, bởi vì lan nhanh quá. Nhưng mà thực tế thì bên nội khoa thì người ta không có nắm được là bệnh gì, chứ còn nếu mà bác sĩ da liễu thì đôi khi bệnh chốc chúng ta chỉ cần chẩn đoán dựa trên cái vấn đề là nhìn thôi, đúng không? Chúng ta nhìn là chúng ta đã nhận định ra được là có phải chốc hay không rồi, và chúng ta có thể kết hợp với một số cái xét nghiệm rất là đơn giản của chúng ta để có thể nhận định được bệnh, thậm chí cũng không cần phải xét nghiệm. Và khi mà đã nhận định được chốc rồi thì cái vấn đề điều trị của nó thì nó rất là đơn giản. Và thế là cái bệnh nó khỏi rất là nhanh, mặc dù là khi bố mẹ đưa các em bé đến thì thường nó rất lo lắng. Cho nên bác sĩ Nguyên Minh mới bảo là bạn bạn nào mà nhận được cái bệnh nhân chữa bệnh chốc ấy là về cơ bản là cũng nổi tiếng đấy, bởi vì là trông thì rất nặng nhưng mà chữa thì rất nhanh. Nhưng vấn đề là chúng ta cần phải nhận định được nó, đúng không? Và đặc biệt là chúng ta rất hay gặp nữa. Thế cho nên là chúng ta sẽ thường xuyên gặp cái trường hợp này luôn. Đây là một cái bức ảnh mà về một cái bệnh nhân chốc. Bác sĩ Nguyên Minh đã khám cách đây rất là lâu rồi. Chúng ta sẽ thấy là trong vòng có thể chỉ cần vài ngày thôi, một em bé có thể là có những cái tổn thương ban đầu rất là nhỏ và gọn, một hai tổn thương, nhưng có khi chỉ 2-3 ngày thì nó lan rộng khắp nơi kiểu dạng như này, đúng không? Và trông nó choét choét như thể là bị cái gì đấy rất là nặng ấy. Thông thường những cái trường hợp dịch tễ của bệnh chốc thì sẽ là trên cái trường hợp đối tượng đấy là những cái em bé khoảng độ 2 năm tuổi, đúng không? Và nguyên nhân chính của nó thì là do nhiễm khuẩn. Rất rất thường gặp, và thông thường thì hay gặp trên những cái nhóm đối tượng da nó có vấn đề. Ví dụ như là bệnh viêm da cơ địa, hoặc là khô da, hoặc là hay bị côn trùng đốt chẳng hạn, thì nó sẽ dễ dàng lây lan cái tình trạng chốc. Và chốc thì nó cũng là một cái bệnh mà có thể gây thành một cái dịch nhỏ nhỏ, bởi vì nó lây qua tiếp xúc trong một cái môi trường nhỏ nhỏ, ví dụ như trong một cái lớp học hoặc là trong một gia đình có một các anh chị em thì sẽ bị lây cho nhau. Về bệnh nguyên thì chắc là cũng rất là đơn giản với các bạn thôi, đấy là hai cái loại cầu khuẩn rất là thông thường, đúng không ạ? Là tụ cầu vàng và liên cầu. Thực ra thì cũng gọi là thông thường, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là mình gọi là sao nhở, nó cũng là một cái các cái nguyên nhân mà có thể gây ra tương đối nhiều cái bệnh ở trên cơ thể. Ví dụ như là đối với tụ cầu vàng thì cái trường hợp mà chúng ta hay liên tưởng đến nhất thì đấy là nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, đúng không ạ? Hay là những cái trường hợp mà tụ cầu ở ngoài da, hoặc là những cái bệnh liên quan đến chốc nhọt thì nó cũng liên quan đến tụ cầu, đúng không ạ? Còn về về phần liên cầu thì chúng ta cũng sẽ hay gặp một số cái bệnh nội khoa liên quan, ví dụ như là nhiễm khuẩn huyết do liên cầu, hay là thấp tim, hay là viêm cầu thận, đúng không? Viêm cầu thận cấp, hoặc là thấp khớp, đúng không? Do liên cầu. Thế thì những cái căn nguyên này là những căn nguyên mà chúng ta cũng đã làm quen, cũng biết từ rất là lâu rồi và cũng thông thường rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì liên quan tới cái bệnh ngoài da thì hôm nay chúng ta sẽ làm kỹ hơn, đúng không? Cái đầu tiên đối với tiếp cận với bệnh nhân chốc thì thông thường là trẻ em, và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tổn thương kiểu dạng như thế này. Chúng ta lưu ý rằng là
Những cái tổn thương này thì không biết là cái phần bài về tổn thương cơ bản thì các bạn đã học như thế nào rồi, đã học được học chưa? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái các cái vết trợt đúng không ạ? Cái phần tổn thương cơ bản nó là cái phần rất quan trọng cho để tiếp cận tất cả những cái bệnh phía sau, và đặc biệt đấy là chúng ta khi mà nhận định được tổn thương cơ bản tốt thì tất cả các cái nhóm bệnh chúng ta học ở phía sau chúng ta sẽ đều xác định được rõ ràng hơn. Cũng như là chúng ta sẽ phân loại được cái nhóm để chúng ta tiếp cận. Thế thì chúng ta sẽ biết rằng là khi mà chúng ta nhìn thấy các cái vết trợt đúng không? Thì thông thường là đấy là cái tổn thương thứ phát của các cái bọng nước. Nhưng mà tuy nhiên là trong cái nhóm bệnh da bọng nước thì nó lại cũng rất là nhiều cái bệnh bọng nước khác nhau. Mà chắc là cái phần bọng nước thì các bạn sẽ được học riêng ở trong một cái bài khác liên quan đến bọng nước tự miễn, nhưng bản thân chốc thì nó cũng là thuộc cái nhóm bệnh da bọng nước. Và với cái vết trợt của bệnh chốc thì nó lại tương đối là điển hình. Chúng ta có thể nhìn, các bạn nhìn thấy cái con trỏ của bác sĩ Minh nhà để xem nào. Pen. Đây ạ, chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái vết trợt điển hình của chốc thì nó sẽ có ba cái vòng đúng không ạ? Cái vòng ngoài cùng đây ạ, đúng không? Đấy thì các bạn nhìn thấy không ạ? Thì nó là một cái diềm vẩy da. Bản thân nó chính là cái đỉnh của cái bọng nước mà nó vỡ ra thì nó sẽ co lại, nó tạo thành cái viền này đúng không? Cái lớp thứ hai mà chúng ta hay nhìn thấy thì là cái vẩy tiết. Thì chúng ta sẽ thấy là cái vẩy tiết với cả cái vẩy da thì nó hơi khác nhau một chút xíu đúng không ạ? Đấy là cái vẩy tiết thì nó màu vàng, còn cái vẩy da thì nó màu trắng đục và nó co lại. Còn vẩy tiết thì nó sẽ thành cái màu vàng mà người ta hay gọi điển hình đấy là màu vàng nâu hoặc là màu vàng mật ong. Đấy là hai cái lớp điển hình của cái tổn thương vết trợt trong chốc, và ngoài ra thì giữa hai cái lớp đó các bạn sẽ nhìn thấy có một cái phần người ta gọi là cái vòng sáng. Vòng sáng nó là cái khoảng cách giữa cái diềm vẩy da và cái vẩy tiết ở bên trong. Thế thì đây là một cái hình ảnh ba vòng đúng không, rất là điển hình. Mà khi mà chúng ta nhìn các cái vết trợt của chốc thì nó sẽ khác biệt với các cái vết trợt của những cái bệnh khác, ví dụ như pemphigus đúng không. Bạn Tân và bạn Phượng thì sẽ chuẩn bị bánh kẹo hoa quả. Ngoài ra thì chúng ta có thể gặp một cái kiểu vết trợt như thế này, thì khi mà chúng ta gặp một cái vết trợt như này thì chúng ta xác định là đây là một cái vết trợt mà nó mới, nó vừa mới vỡ xong, và sau khoảng độ vài tiếng thì nó sẽ trở thành cái ba vòng như thế này. Cái vẩy tiết màu mật ong, màu vàng nâu ở trong cái phần chốc thì người ta còn mô tả với một cái từ tương đối là điển hình, đấy là màu mật ong. Màu mật ong với màu vàng nâu thì nó cũng giống nhau thôi, nghĩa là cái màu này nó sẽ có một cái tính chất đấy là do nó nhiễm khuẩn cho nên là nó sẽ không phải vàng trong như là dịch huyết thanh đóng lại, mà nó sẽ có cái màu hơi nâu bẩn một chút. Thì cái hình ảnh này là những cái hình ảnh tương đối điển hình của các cái vết trợt do chốc. Và những cái tổn thương này thì khi chúng ta nhìn thấy các cái bọng nước kiểu dạng như này thì chúng ta sẽ xác định được đây là các cái bọng nước nông. Thế thì ở trong sách giáo khoa của chúng ta, nếu mà trong cái phần trường hợp thì chúng ta thi viết ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là các trong sách giáo khoa thì sẽ có cái phần mô tả về cái bọng nước nông cũng như là cái giáp vết trợt và các cái màu rất đặc thù của bệnh chốc, thì chúng ta cũng sẽ nên phối hợp với các cái sách giáo khoa để chúng ta viết cái phần lâm sàng này được tốt hơn. Các cái bọng nước này thì kích thước của nó thông thường từ khoảng độ 0,5 đến 1 cm, tuy nhiên thì cũng có một số cái nó có thể to đùng ra như là 2 cm. Và khi mà chúng ta khám ở trên lâm sàng, nếu nó còn nguyên bọng nước thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái tình trạng đấy là rất là dễ vỡ. Và chúng ta làm cái nghiệm pháp Nikolsky, nghĩa là chúng ta miết tay ở bên cạnh bọng nước, cách cái rìa bọng nước khoảng độ 1,5 đến 2 cm ở trên nền da lành ở cạnh bọng nước, thì chúng ta sẽ thấy là da nó có thể trợt đi. Tuy nhiên thì cái vấn đề Nikolsky dương tính ở trên chốc thì nó cũng ít gặp thôi, bởi vì hầu như là những cái tổn thương cho những cái vị trí mà vi khuẩn nó xâm nhập thì nó cũng đã đều thành cái bọng nước cả rồi, cho nên là chúng ta sẽ thấy nó không còn cái tình trạng Nikolsky rõ lắm.
Đây cũng là một cái trường hợp trẻ em mà bị bệnh chốc, thì chúng ta cũng sẽ thấy là ví dụ như đây là cái hình ảnh một cái vết chột rất là điển hình đúng không, với cái ba cái vòng, có cái diềm vẩy da, có cái khoảng sáng và có cái vẩy tiết ở chính giữa đúng không ạ. Còn ngoài ra thì những cái tổn thương kiểu dạng như thế này chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ là cái tổn thương màu gọi là vẩy tiết màu mật ong, nó bao phủ toàn bộ lên trên cái vết chột rồi đúng không, và trông nó cứ lem nhem như này, trông như thể là tiến triển rất là cấp tính. Và đôi khi thì bố mẹ sẽ cảm thấy như kiểu con mình bị một cái bệnh lây lan truyền nhiễm ung thư gì đấy rất là nặng nề, bởi vì nó lây rất là nhanh đúng không. Nên chúng ta sẽ thấy là nó tự lây lan và nó sẽ có nhiều các cái vết, từ vết nhỏ xong nó to dần ra đúng không, ví dụ thế. Đây. Và cái vị trí thường hay gặp của các cái tổn thương này sẽ là vùng đầu mặt cổ xung quanh các hốc tự nhiên và các cái vị trí vùng da đầu hoặc là vùng cẳng tay cẳng chân mà dễ bị muỗi đốt đúng không. Ở trên vùng da đầu thì thường nó sẽ liên quan tới những cái bệnh gây ra chấn thương ở da đầu, ví dụ như là khô da, bong vẩy gầu hoặc là bị gọi là gì nhỉ, bị cháy giận cắn, thì nó sẽ dễ bị nhiễm khuẩn và nó vi khuẩn nó sẽ chui vào. Ở trên xung quanh hốc tự nhiên thì nó liên quan đến các cái tổn thương liên quan đến các cái nơi mà vi khuẩn nó cũng tích tụ nhiều và vì thế cho nên nó rất là dễ bị nhiễm da. Ở chân tay thì thường là liên quan tới các cái trường hợp mà côn trùng đốt hoặc là viêm da cơ địa làm cho em bé gãi và sẽ làm các cái tạo các cái đường vào cho vi khuẩn. Tiếp cận nó cũng rất là đơn giản, không có gì cả đúng không ạ? Các bạn có thể nhớ các hình ảnh để các bạn có thể mô tả được tổn thương cơ bản của nó, liên quan tới bọng nước nông thế nào, liên quan tới cái hình ảnh vết chờ thế nào và vậy tiết nó như thế nào ạ. Các tổn thương này thì thông thường bệnh chốc cơ bản nó sẽ tự khỏi trong vòng, tự khống chế, tự khỏi các cái tổn thương trong khoảng độ 7 đến 10 ngày. Do cơ thể mình có thể chống chọi được với vi khuẩn và nó sẽ khỏi. Tuy nhiên thì nó có thể là nó sẽ rơi vào cái trường hợp là cứ khỏi cái nốt này thì nó lại lây ra cái nốt khác, đúng không? Nó xuất hiện thêm các nốt khác và đấy là nó tự lây lan và nó tự tái phát ở trên một cái cơ thể. Với một cái em bé mà nền da nó có vấn đề sẵn rồi thì rất hay bị tái đi tái lại, hoặc là ví dụ cơ địa miễn dịch nó kém sau một cái đợt cúm chẳng hạn, cúm sởi chẳng hạn thì nó sẽ bị nặng, cơ địa nó kém thì rất là dễ bị nhiễm vi khuẩn vào, đúng không? À. Về triệu chứng cơ năng thì có thể là ngứa hoặc rát. Thực ra thì cái vấn đề ngứa rát trên những cái tổn thương này thì nó cũng vừa phải thôi, mà cơ bản nó là những cái tổn thương, những cái bệnh cảnh nền, ví dụ như viêm da cơ địa hoặc là côn trùng đốt hoặc cháy giận, nó làm cho tăng cái độ ngứa và tăng cái độ rát. Chứ còn những cái tổn thương của chốc thì nó cũng không phải là rất ngứa và rất rát đúng không? Và chúng ta chú ý đấy là đối với các cái tổn thương ở trên da thì nó sẽ thông thường nó sẽ lan tỏa trên da và vùng bán niêm mạc, ví dụ vùng môi hoặc là vùng sinh dục, nhưng nó lại rất là ít khi lây lan vào trong cái phần niêm mạc. Thế thì cái này nó sẽ liên quan tới một cái độc tố của tụ cầu mà gây ra cái bệnh bong vẩy, tạo thành cái bọng nước. Thì cái độc tố của tụ cầu mà liên quan tới cái bệnh này thì thường nó sẽ cắt vào một cái tự kháng nguyên. Đấy là một cái tự kháng nguyên rất là nổi tiếng mà chúng ta cũng đã học ở trong bài pemphigus. Đấy là một cái cầu nối desmoglein 1, đúng không? Chắc là chúng ta đều nhớ cái desmoglein 1 rồi. Thế thì desmoglein 1 thì chúng ta sẽ biết là nó sẽ nằm ở tương đối nông ở trên da và nó không có ở các cái lớp mà gần sát tế bào đáy, đúng không? Đấy là cái cầu nối giữa các tế bào gai. Thế khi vì thế cho nên là khi mà vi khuẩn tụ cầu hoặc liên cầu nó cắt cái cầu nối desmoglein 1 này thì nó sẽ gây ra một cái tổn thương, nó giống hệt như là cái cơ chế gây ra cái pemphigus nông ấy, nhưng mà là không phải là do tự kháng thể mà là do vi khuẩn, đúng không ạ? Và trong cái bệnh pemphigus nông thì chúng ta cũng sẽ thấy là tổn thương da thì có nhưng rất rất là ít là có tổn thương niêm mạc, bởi vì trong vùng niêm mạc thì cái cầu nối chính của nó lại là cái desmoglein 3 chứ không phải desmoglein 1, cho nên ít khi gặp ở trong niêm mạc lắm. Để chuẩn đoán xác định bệnh chốc thì rất là đơn giản, chúng ta cũng sẽ có một cái câu là chuẩn đoán xác định, chuẩn đoán phân biệt và có thể là kèm với điều trị gì đó, không biết người ta có tách riêng câu điều trị không đúng không, nhưng mà đại loại là cái phần chuẩn đoán xác định, chuẩn đoán phân biệt và điều trị thì là những cái phần chính mà người ta hay ra câu hỏi cho tất cả các bài. Thì chúng ta sẽ thấy là chuẩn đoán xác định trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải mô tả về phần lâm sàng đúng không, với các cái đặc điểm của bọng nước nông hóa mủ nhanh, và mủ thì hóa mủ từ dưới đáy hóa mủ lên và bọng nước thì nhanh chóng trượt vỡ để lại một cái vết chợt có vẩy tiết, tạo thành cái hình ba vòng như thế, màu mật ong như vậy và tiến triển lành tính trong vòng 7 đến 10 ngày, có thể ngứa rát đúng không ạ. Đấy là phần lâm sàng.
Còn phần cận lâm sàng đối với cái trường hợp chốc thì nó không bắt buộc. Chúng ta sẽ chỉ làm cái phần cận lâm sàng nếu như mà trong một số trường hợp đặc biệt, nghĩa là nếu cần chúng ta sẽ làm thôi, chứ không bắt buộc là chúng ta sẽ làm. Dựa chẩn đoán xác định chủ yếu dựa vào đặc điểm của lâm sàng. Và cái phần cận lâm sàng nếu cần này thì chúng ta sẽ làm một số cái liên quan tới vi khuẩn để chẩn đoán xác định bệnh đấy. Thì chúng ta có thể sẽ làm kháng sinh đồ nuôi cấy hoặc là nhuộm vi khuẩn, nhuộm dịch bọng nước để xem cái phần vi khuẩn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là liên quan tới phần chẩn đoán xác định về vi khuẩn thì cái việc nuôi cấy kháng sinh đồ đôi khi là nó kéo rất là dài và nó chỉ có giá trị trong những cái trường hợp ví dụ như vi khuẩn kháng thuốc. Còn nếu không thì có thể bệnh nó sẽ tự khống chế hoặc là chúng ta chẩn đoán bằng lâm sàng và chúng ta cho bôi thuốc kháng sinh hoặc là uống kháng sinh thì nó đã tự khống chế, nó đã khỏi được trong vòng 3 đến 5 ngày rồi. Thế thì cái vấn đề nuôi cấy và kháng sinh đồ đôi khi nó là quá dài với cái quá trình điều trị của một cái bệnh nhân chốc. Vì vậy cho nên người ta không có khuyến khích đấy là nuôi cấy và kháng sinh đồ ngay. Nếu như trong trường hợp chúng ta nghi ngờ một cái tổn thương đúng là chốc nhưng mà chúng ta lại điều trị nó không có đáp ứng với thuốc hoặc là nó vẫn cứ tái đi tái lại vân vân thì chúng ta có thể xác định bằng cách là nuôi cấy và kháng sinh đồ để xem cái chủng đó nó là chủng gì và nó có gây ra cái tình trạng kháng thuốc hay không và chúng ta sẽ điều trị theo cái kháng sinh đồ. Còn trong cái trường hợp nhuộm gram thì chúng ta cũng sẽ thấy là vì nó là những cái vi khuẩn chí nó có thể có xuất hiện ở ngoài da. Tất nhiên tụ cầu vàng gây bệnh thì nó thường là bệnh đây chỉ là gọi là vi khuẩn nhiễm khuẩn bệnh viện nhiều hơn. Hoặc là nhiễm khuẩn lây lan trên những cái trường hợp mà cơ địa kém. Chứ còn bình thường thì chúng ta hay gặp tụ cầu da. Nhưng mà khi mà nhuộm gram thì đôi khi là cái vấn đề phát hiện được vi khuẩn hay là do sát trùng quá quá kỹ và không bắt được vi khuẩn thì nó cũng thường gặp. Vì thế cho nên cái việc nhuộm gram để chuẩn đoán xác định là một cái tổn thương có phải là chốc không thì là không phải là một cái xét nghiệm mà người ta khuyến khích. Đúng không ạ? Cho nên là về cơ bản cái cận lâm sàng liên quan đến phần vi khuẩn, xác định vi khuẩn của bệnh chốc sẽ là không bắt buộc và chỉ làm trong nghiên cứu hoặc là trong những trường hợp đặc biệt nếu cần. Còn chúng ta sẽ làm một cái xét nghiệm mà hay thường xuyên hay làm hơn thì đấy là cái tế bào gai lịch hình, chúng ta sẽ phân tích sau. Về phần chẩn đoán phân biệt thì chúng ta sẽ thấy là nó là một cái bệnh chốc mà là một cái bệnh bọng nước nông, cho nên là chúng ta sẽ phải liệt kê tất cả những cái chẩn đoán phân biệt liên quan tới các bệnh bọng nước nông. Thực ra trong sách giáo khoa thì cái phần chẩn đoán chốc thì người ta sẽ gạch đầu dòng từng bệnh một. Tuy nhiên thì cái cách để trình bày một cái chẩn đoán phân biệt cho nó dễ nhớ thì bác sĩ Minh vẫn khuyên các bạn đấy là chúng ta học theo một cái logic nào đó. Ví dụ như là bệnh bọng nước nông thì chúng ta sẽ chẩn đoán phân biệt với tất cả các bệnh bọng nước nông và chúng ta sẽ gạch tên tất cả những cái bệnh đó ra. Đối với bệnh mà có mụn nước hoặc là bọng nước do virus, vi khuẩn chúng ta cũng gạch hết ra. Và những cái trường hợp mà cái bệnh bọng nước sâu thì chẩn đoán xa hơn nhưng mà chúng ta vẫn nên gạch ra để biết rằng là bệnh bọng nước nông nó có thể phân biệt với một số cái bệnh bọng nước sâu đúng không? Hay là một cái trường hợp thứ tư thì đấy là những cái tổn thương mà liên quan đến các cái vết chợt rát đỏ trên da thì còn có thể là bệnh viêm da tiếp xúc. Thế thì đây là bốn cái ý chính để chúng ta có thể nhớ được chẩn đoán phân biệt. Còn trong các cái ý này thì chúng ta gạch theo cái nhớ của chúng ta. Bởi vì là các bạn có thể là ví dụ nhóm đối tượng mới học định hướng chẳng hạn hay chuyên một chẳng hạn thì đôi khi nó rất là khó để nhớ tất cả các cái phần sách giáo khoa viết thành test. Cái bài test nó rất là dài và đôi khi nó cứ lẫn lộn với nhau thì chúng ta phải có một cái các cái cách để chúng ta có thể nhớ được cái phần này để mà trình bày. Chúng ta trình bày thừa một chút thì còn hơn là chúng ta trình bày thiếu. Mà chúng ta cứ gạch đầu dòng giống như kiểu trong sách giáo khoa thì vẫn đủ đúng không? Đủ ý và đủ đáp án nhưng mà đôi khi làm cho chúng ta khó nhớ. Chúng ta trình bày theo kiểu như thế này thì nó có thể nhiều bệnh hơn nhưng mà nó lại dễ nhớ, cho nên là tôi hy vọng là các bạn sẽ có cái cách tốt để có thể nhớ được các cái thông tin. Đối với cái trường hợp bệnh bọng nước nông của chốc thì cái chẩn đoán phân biệt hàng đầu của nó sẽ là bệnh bọng nước nông pemphigus hoặc là các cái bọng nước nông của các cái dị ứng thuốc như là Stevens Johnson hoặc Lien đúng không ạ? Và chúng ta có thể là khi trình bày tên các bệnh này thì chúng ta sẽ liệt kê ra một vài cái đặc điểm của các cái bệnh này khác biệt so với chốc. Ví dụ như bệnh pemphigus thì chúng ta sẽ ghi rõ đấy là một cái bệnh bọng nước tự miễn đúng không ạ? Với các cái tổn thương mà liên quan tới niêm mạc, liên quan tới da đúng không? Và bệnh bọng nước nông, chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán xác định bằng cách là chúng ta sẽ nhuộm những cái hình quang vân vân gì đó. Chúng ta nói ra một vài cái ý. Thế thì trong các cái đáp án đấy mà có cái câu chẩn đoán phân biệt thì nó luôn luôn có một cái nguyên tắc chung. Đấy là nếu như chúng ta gạch được đủ tên các cái bệnh ở trong đáp án để chẩn đoán phân biệt thì chúng ta sẽ được 1/2 số điểm.
Và khi chúng ta trình bày được các cái nghĩa là trình bày được cái ý để phân biệt cái bệnh chúng ta đang cần, phân biệt với cả cái bệnh chính của chúng ta, thì chúng ta sẽ được gọi là 100% số điểm, nghĩa là được đủ một điểm của cái câu đó. Vì thế cho nên cái đầu tiên để các bạn có thể đảm bảo được cái điểm vượt qua sàn, nghĩa là vượt qua điểm 5 hoặc là điểm 7 đối với nội trú chẳng hạn, là chúng ta đã phải gạch đầu dòng cho nó đủ đã. Sau đó thì cái việc trình bày của chúng ta sẽ là thêm cho điểm cao. Chứ nếu mà chúng ta gạch đầu dòng mà đã không đủ rồi thì rất là khó để chúng ta đủ đủ điểm. Và khi chấm thì tôi cũng chấm bài cho sau đại học, tôi cũng chấm nhanh lắm. Nếu mà đã không có đủ ý gạch đầu dòng thì đương nhiên là gạch luôn, khỏi phải cho điểm, khỏi phải đọc kỹ hơn, đúng không? Thế cho nên là chúng ta cố gắng là viết thừa một chút còn hơn là thiếu, và chúng ta học cái cách để chúng ta có thể viết được cái chuẩn đoán phân biệt cho nó sát. Một số cái hình ảnh chẩn đoán phân biệt cái này thì nó phục vụ cho cái bài thi test là chính, nhưng mà tuy nhiên thì cũng có thể sẽ giúp cho các bạn có một cái khái niệm tốt trong vấn đề chẩn đoán phân biệt. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà bệnh nhân có bọng nước nông, chúng ta cần chẩn đoán phân biệt với tất cả những cái trường hợp bệnh bọng nước nông khác, thì chúng ta sẽ có thể nhìn vào cái bức ảnh này để nhớ, đúng không ạ? Tên của các cái bệnh liên quan, đúng không ạ? Cái hình ảnh trên cùng này thì đây là một cái bọng nước điển hình của chốc, đúng không? Bọng nước nông nhăn nheo dễ vỡ, hóa mủ từ dưới đáy hóa mủ lên, đúng không ạ? Và đa số thì nó chỉ như này mấy hôm mấy tiếng thôi, rồi sau đấy là nó vỡ luôn và nó để lại cái vết rát giống như chúng ta mô tả phía trên. Vết chợt có cái viền vẩy ra, hoặc có thể là cái vẩy tiết bên trong nó co lại thành cái ba vòng, đúng không ạ? Thì cái vần bọc nước nông này thì chúng ta sẽ ở đây nó có thể là lan tỏa ra rất là nhiều cái tổn thương kiểu dạng như này, nhưng chúng ta sẽ đều thấy nó là các cái bọc nước nông cả, đúng không ạ? Và đây cũng là một cái trường hợp chốc luôn, với các cái bọng nước và với cả những cái mụn nước nữa, đúng không? Một số trường hợp khác cũng là cái bọng nước hoặc mụn nước nông, ví dụ như Lien chẳng hạn, Steven Johnson, thì chúng ta sẽ thấy là tổn thương bọng nước nó lan tỏa, Nikolsky dương tính, và đôi khi nó có các cái hình ảnh hoại tử thượng bì nhiễm độc, đúng không ạ? Và cái bệnh cái trường hợp này là những cái mụn nước thành chùm của herpes hoặc là zona, nó cũng tương tự như vậy, đi theo cái đường thần kinh, đúng không ạ? Đấy là để phân biệt các cái bọng nước và mụn nước nông. Đây cũng là một số cái hình ảnh mà để chẩn đoán phân biệt với cái bọng nước nông. Ví dụ như thủy đậu chẳng hạn thì là một cái tổn thương mà nó chỉ có một cái gọi là sẩn huyết thanh, đúng không? Và nó có một cái bọng nước hoặc là một cái mụn nước nhỏ phía trên, kích thước trong khoảng từ 0,3 đến 0,4 mm, đúng không? 3 đến 4 mm, đúng không? Và nó nằm ở trên nền một cái sẩn phù, đúng không? Cũng rất là hay gặp và rải rác toàn thân. Không to như là cái chốc nhưng nó cũng nông như vậy do virus, đúng không ạ? Hay zona là những cái mụn nước mà nó mọc thành chùm kiểu dạng chùm nho, đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là các cái phần về mụn nước. Một cái bệnh khác, một nhóm bệnh khác nữa, đấy là các cái nhóm mà nó sâu hơn, đúng không ạ? Tất nhiên là bọng nước nông với bọng nước sâu thì độ dễ phân biệt với nhau, nhưng mà đôi khi thì chúng ta không không trình bày nó vẫn thiếu ý. Ví dụ như building block chẳng hạn, với cái tình trạng là các cái mụn nước, bọng nước nhỏ li ti sâu, đúng không ạ? Nằm ở dưới màng đáy, đúng không ạ? Và rất là ngứa ở trên cái trường hợp là có ăn gluten. Ở trong cái nhóm bệnh bọng nước, mụn nước thì chúng ta sẽ được học cái này. Các cái hồng ban đa dạng liên quan tới các cái tổn thương dạng hình bia bắn ba vòng, có sẩn huyết thanh, có bọng nước, mụn nước ở chính giữa, đúng không? Của do virus, hay là những cái tổn thương bọng nước sâu để lại các cái rát trắng, rát đỏ thâm của pemphigoid chẳng hạn, thì chúng ta sẽ liệt kê ra, chúng ta nhìn hình ảnh thì chúng ta sẽ rất là dễ nhớ nhé. Đối với cái trường hợp mà chẩn đoán phân biệt với vết chợt, đúng không ạ? Thì đây là một số cái hình ảnh vết chợt mà chúng ta có thể sẽ gặp, đúng không ạ? Đây là cái tình hình ảnh vết chợt do chốc mà chúng ta vừa mới phân tích ở phía trên với cái hình ảnh ba vòng. Cái hình ảnh vết chợt của pemphigus thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái hình ba vòng. Nó vẫn có các cái vẩy tiết, đúng không? Nhưng mà thông thường thì cái vòng vẩy ra với cái vòng vẩy tiết với cả cái quầng sáng là nó không có phân biệt rõ như vậy. Bởi vì xu hướng của bệnh này thì nó sẽ là lan rộng toàn thân. Những cái trường hợp chốc loét thì nó cũng có thể để lại các cái vết chợt loét mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy nó sâu hơn, đúng không? Hay là trường hợp Lien thì Steven Johnson, đúng không ạ? Ten đấy, dị ứng thuốc thì chúng ta sẽ thấy là các cái vết chợt nó sẽ lan tỏa rất là nhanh cấp tính và có hiện tượng hoại tử thượng bì, đúng không ạ? Cũng như là có cái hiện tượng Nikolsky dương tính. Một cái trường hợp nữa mà chúng ta cũng sẽ hay gặp liên quan tới tụ cầu vàng, mà nó lại gây ra một cái hội chứng rất là nặng, có thể gây ra tử vong, thì đấy là hội chứng 4S, liên quan tới cái vấn đề là tụ cầu vàng sẽ tiết ra các cái độc tố ruột hoặc là các cái
nội độc tố nó ngoại độc tố nó đi vào trong máu. Thế thì đối với cái vi khuẩn tụ cầu vàng ấy thì nó có thể tiết ra bốn cái loại độc tố. Đấy là độc tố A, độc tố B, độc tố gây bong vẩy da và độc tố ruột. Thế thì tùy thuộc vào cái loại độc tố khác nhau của các cái chủng tụ cầu vàng khác nhau, mà nó sẽ gây ra tình trạng là chốc bọng nước, chốc không bọng nước, hay là có thể là nó sẽ gây hẳn ra cái tình trạng là 4S, nghĩa là độc tố nó sẽ ngoại độc tố nó sẽ lan vào trong máu và nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh đấy là hiện tượng bong vẩy da dạng cuốn thuốc lá ở các cái vùng nứt kẽ. Xong rồi sau đó thì nó lan tỏa ra toàn thân. Thì những cái trường hợp 4S này đôi khi chúng ta cũng có thể gọi đấy là một cái trường hợp biến chứng của chốc. Nhưng mà đôi khi thì nó cũng liên quan tới hẳn một cái chủng tụ cầu vàng khác mà nó nhiễm một cái là nó sẽ gây ra 4S luôn. Chúng ta cũng lưu ý bởi vì nó là một trong những cái chẩn đoán xác định phân biệt hàng đầu giữa cái Nikolsky dương tính của cái DN, của cái pemphigus, của cái chốc. Thì đấy chính là cái 4S đúng không ạ? Và trước đây thì trước khi mà chúng ta tiếp cận được nhiều với cái 4S này thì thông thường những cái trường hợp mà các em bé xong rồi tự dưng lại bị đỏ hết cả người lên, có thể trước đó có một cái đợt cúm sởi gì đấy nặng, thế xong rồi có thể có một vài cái tổn thương chốc thoáng qua mà chúng ta không có để ý, nhưng sau đó thì nó sẽ lan toàn thân, nó thành một cái rát đỏ toàn thân và nhanh chóng nó bong vẩy ra kiểu dạng cuốn thuốc lá này. Thì cái trường hợp 4S thì trước đây thì rất hay bị chẩn đoán nhầm với trường hợp dị ứng thuốc. Nghĩa là vì chắc chắn là em bé có một cái bệnh cảnh nền cho nên thông thường sẽ được cho uống kháng sinh rồi uống hạ sốt rồi uống cái gì đó. Nhưng mà sau khi uống các cái đó xong thì lại xuất hiện các cái tổn thương này. Và các bác sĩ nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm phân tích lắm thì chúng ta sẽ nhận định nó là một cái trường hợp dị ứng thuốc. Và tất nhiên là khi mà bị dị ứng thuốc thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ ngừng hết tất cả những cái kháng sinh. Và một cái động tác rất là có hại phía sau đó, đấy là chúng ta thường sẽ có một xu hướng là chúng ta sẽ dùng corticoid đúng không? Kháng histamine thì còn còn khá khẩm nhưng mà thường là các bác là cứ tương luôn corticoid. Thì những cái trường hợp 4S này mà tương corticoid vào thì chắc chắn là đi luôn rồi đúng không? Bởi vì nguyên nhân của nó là độc tố do tụ cầu, cho nên do vi khuẩn, cho nên chúng ta bắt buộc phải dùng kháng sinh liều cao là kháng sinh truyền và tác động vào vi khuẩn. Chứ nếu mà chúng ta cho corticoid vào đây thì đương nhiên là nó nặng lên rồi. Đặc biệt là những cái trường hợp bị chốc này thì 4S này thì thường nó cũng có thể phối hợp trên một cái bệnh cảnh nền. Đặc, ví dụ như là bệnh suy thận hoặc là những cái vấn đề liên quan tới cái đào thải chất độc của trong cơ thể nó kém. Thế cho nên nếu mà chúng ta cho thuốc không chuẩn thì đương nhiên là chúng ta sẽ chuyển một cái trường hợp là có thể chữa rất nhanh bằng kháng sinh trong vòng 5-7 ngày thành một cái trường hợp rất là tệ, đúng không? Có thể gây tử vong. Bởi vì lúc đấy là độc tố nó lan toàn thân. Một số cái vết trượt khác thì nó hiếm gặp hơn nhưng chúng ta cũng có thể sẽ thấy ở trong cái bài bọng nước mà cũng phải chẩn đoán phân biệt đối với cái phần chốc ví dụ như ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc là các cái bọng nước sâu để lại các cái vết trượt sâu đúng không? Về cái phần biến chứng thì tôi đã nói phía trên rồi, nó liên quan chủ yếu tới hai cái vi khuẩn đấy là tụ cầu vàng với liên cầu, cho nên là trong cái phần biến chứng thì chúng ta sẽ kể tất cả những cái biến chứng liên quan đến tụ cầu vàng và liên cầu ra. Và đôi khi thì khi lâm sàng chúng ta có thể sẽ bị hỏi về các cái bệnh cảnh liên quan đến vấn đề là biến chứng, ví dụ như là một cái em bé đã khỏi chốc rồi đúng không, điều trị khỏi rồi nhưng sau mấy tuần nó lại xuất hiện sốt trở lại, hoặc là bị đi tiểu ít chẳng hạn, ví dụ thế thì nó sẽ là cái bệnh cảnh của viêm cầu thận do liên cầu hay thấp cấp hay là nhiễm khuẩn huyết chẳng hạn đúng không? Thì chúng ta chú ý để chúng ta khả ở trên lâm sàng thì nó rất rất là đa dạng, nhưng mà tuy nhiên thì đối với cái trường hợp mà học của các bạn thì thực tế là lâm sàng thì cái phần hỏi bệnh án có thể là sẽ phát triển đến những cái biến chứng này. Còn trong cái câu hỏi thi viết thì đôi khi thì cái phần biến chứng người ta cũng không có hỏi riêng ra thành một phần đâu. À, một cái hình ảnh nữa mà chúng ta cũng cần phải phải học ở trong cái phần này thì đấy là cái vấn đề liên quan tới tế bào gai lịch hình đúng không ạ? Thì đây là một cái xét nghiệm mà thường xuyên được chỉ định ở trong cái bệnh nhân chốc. Hầu như là tất cả những cái bệnh nhân mà có vết trượt, bọng nước thì chúng ta sẽ đều phải làm cái xét nghiệm này để chuẩn đoán về tế bào học cho cái dịch bọng nước. Cách làm của nó thì cũng rất đơn giản thôi, đấy là chúng ta sẽ lấy cái dịch bọng nước hoặc là các cái tế bào ở đáy của cái vết trượt.
chúng ta phết lên tiêu bản và chúng ta nhuộm soi dưới kính hiển vi, và khi soi thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh điển hình, đấy là một cái tế bào gai, nó đã bị biến hình dạng, nó to, nó trương phồng lên với cái màng tế bào dày lên và với cái nhân tế bào trương lên, chỉ choáng một cái diện tích rất là lớn, thậm chí là kích thước có thể tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần so với một cái tế bào gai bình thường, có hình đa diện bình thường. Và người ta gọi đây là tế bào gai lệch hình ở trong cái tiêu bản nhuộm, tế bào học dịch dạng nang. Và trong cái bệnh chốc của chúng ta thì nó có cái tế bào gai lệch hình này, bởi vì là các cái tế bào này là những tế bào mà bị gọi là bị cắt đứt cầu nối, cho nên nó bị biến đổi hình dạng, thay đổi màng tế bào, thay đổi nhân, và nó trương to lên, nó lơ lửng ở trong cái dịch bọng nước. Tuy nhiên thì tế bào gai lệch hình là một cái xét nghiệm rất là nhanh, bởi vì nó soi tươi luôn trực tiếp thôi, là chúng ta sẽ thấy kết quả. Nhưng mà nó lại gặp ở trong rất là nhiều bệnh, ví dụ như trong pemphigus hoặc là trong các cái bệnh zona herpes thủy đậu. Thế cho nên nó gần như là tất cả những trường hợp chốc chúng ta làm, đặc biệt là còn bọng nước, còn dịch chúng ta làm thì đều có tế bào gai lệch hình dương tính, nhưng nó không có đặc hiệu, bởi vì nó có thể là gặp ở trong zona herpes thủy đậu hoặc là trong bệnh pemphigus, đúng không? Nó chỉ giúp cho chúng ta là phân biệt được cái trường hợp là bệnh bọng nước nông, bọng nước sâu thôi, chứ còn nó không có giá trị chuẩn đoán xác định cao. Nhưng nếu như mà lâm sàng mà chúng ta đã thấy là một tổn thương chốc ở trên một cái em bé con rất là rõ rệt, xong làm tế bào gai lệch hình lên nó lại dương tính, thì đương nhiên là chúng ta có thể chuẩn đoán luôn là chốc, đúng không? Ngoài ra thì trong cái tiêu bản tế bào gai lệch hình thì chúng ta có thể còn gặp một cái dạng tế bào thứ hai là tế bào khổng lồ đa nhân, đúng không? Thì cái tế bào này thì nó cũng có nhiều cái lý thuyết liên quan tới vấn đề là tạo ra cái tế bào khổng lồ đa nhân. Cái lý thuyết đầu tiên thì đấy là các cái tế bào gai nó đã được nhân, nó được phân chia nhân lên và phân chia phân phân múi phân nhánh thì nó nhân lên rất là nhiều, hoặc là các cái tế bào gai lệch hình nó gọi là nó hòa màng vào với nhau để thành cái tế bào khổng lồ đa nhân. Thì cái trường hợp này thì chúng ta sẽ chỉ gặp ở trên một cái nhóm, đấy là nhóm bệnh liên quan tới virus zona herpes thủy đậu thôi. Còn trong bệnh chốc và bệnh pemphigus thì chúng ta sẽ không gặp cái tế bào khổng lồ đa nhân, cho nên là nó cũng là một cái phân biệt trên cận lâm sàng để giúp chúng ta định hướng chuẩn đoán là trường hợp nào là zona herpes thủy đậu và trường hợp nào thì là chốc hoặc là pemphigus. Rồi thì đấy là cái phần liên quan tới bệnh nhân chốc. Cái hình ảnh này chúng ta đã xem rồi. Chúng ta đi sang phần điều trị. Thì đối với cái trường hợp mà điều trị thì chúng ta sẽ thấy là về cơ bản nó là tụ cầu và liên cầu, cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ dùng bằng kháng sinh, đúng không ạ? Kháng sinh thì trên thực hành lâm sàng của chúng ta sẽ có rất là nhiều loại kháng sinh. Tuy nhiên chúng ta nên chọn các cái kháng sinh nào mà nó có tác động trực tiếp lên trên cái phổ rộng và có tác động lên trên tụ cầu và liên cầu. Thế thì nó có hai cái loại kháng sinh mà bác sĩ da liễu người ta rất là hay sử dụng và nó rất là nhạy với các cái chủng này, thì đấy chính là mupirocin và axit fusidic. Mặc dù vậy thì giữa mupirocin và fusidic acid thì chắc là mupirocin nó vẫn nhạy hơn với tụ cầu vàng và liên cầu ở trên da. Thế cho nên là ưu tiên sẽ là sử dụng mupirocin. Còn acid fusidic thì nó tác động chậm hơn, không không có nhạy bằng. Đúng không ạ? Acid fusidic thì thông thường chúng ta sẽ hay thấy được sử dụng ở trong những cái trường hợp nó nhạy nhất, ở trong cái trường hợp đấy là những cái tụ cầu mà nó gây ra các cái viêm năng lông ấy, ở trên da đầu ấy, mà người ta gọi là bệnh psychosis ấy, thì thông thường là sẽ dùng axit fusidic là dễ nhất, đúng không? Là nhanh nhất. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể có một số cái kháng sinh khác ở ngoài da, ví dụ như là tirosua, thế là tiromicin, đúng không? Thì cái đó tirosua nó không có đáp ứng tốt lắm với tụ cầu và liên cầu, cho nên là
Thực ra thì nếu mà dùng Tirosua thì dùng trên lâm sàng gần như là nó không có đỡ. Nên tôi cũng ít dùng lắm. Chỉ được cái là nó là dạng gel thì bôi ở trên cái tổn thương vết lỏng và bọng nước và trượt thì có vẻ dễ, nhưng thực tế thì dùng Tirosua nó không đáp ứng nhiều. Hay là những cái kháng sinh khác ngoài da, ví dụ như là tetracycline hoặc là erythromycin hoặc vân vân, thì những cái kháng sinh này lại là những kháng sinh là ưu tiên cho cái bệnh, những cái bệnh nhóm bệnh khác, ví dụ như trứng cá hay chống viêm các thứ, chứ còn lại không có tác động tốt nhiều cho tụ cầu và liên cầu, nó kháng nhiều lắm. Cho nên chúng ta không sẽ thế không 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 dùng. Còn một cái kháng sinh nữa mà chúng ta cũng sẽ hay dùng ở trên lâm sàng thì đấy là còn cái clindamycin thì cũng là cho trứng cá đúng không? Một cái nữa là metronidazole đúng không? Thì đương nhiên là vi khuẩn kỵ khí là chính, và chống viêm trong các cái trường hợp kỵ khí và ký sinh trùng, chứ còn đâu như chúng ta sẽ không có dùng ở trong cái bệnh chốc này. Đúng không? Thì chúng ta chú ý về cái kháng sinh mà nó đặc hiệu nhạy với chốc hơn. Đương nhiên là đối với cái trường hợp là chốc thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta chắc chắn là sẽ dùng kháng sinh tại chỗ, nhưng mà chúng ta cũng có thể là phối hợp với vấn đề là dùng kháng sinh toàn thân. Thế thì khi nào mà chúng ta bệnh chốc nhân chốc chúng ta cần phải dùng kháng sinh toàn thân thì nó cũng là những cái hướng dẫn, các cái hướng dẫn guideline thôi, và người ta cũng có thay đổi và liên quan tới cái kinh nghiệm điều trị nhiều. Ví dụ như là Linh không có link gì vào. Dùng cái nhóm Cicalin có được không cô? Nhóm doxycycline thì nhóm cycline là chúng ta dùng uống đúng không anh? Vâng. Nhóm cycline thì thực ra thì nó lại đối với cái trường hợp psychosis ấy, nghĩa là những cái trường hợp mà do tụ cầu gây ra viêm năng lông và mạn tính thì nhóm cycline nó tác dụng rất là tốt, thậm chí là nó còn cũng tốt tương đương như là chúng ta dùng mấy cái Cepha thế hệ 3 các thứ đó. Nhưng mà cái này thì vì nó có thêm một cái tác dụng nữa, đấy là một cái tác dụng chống viêm. Trên cái tinh thần là chúng ta dùng nhóm Cicalin thì chúng ta sẽ chỉ định cho những cái trường hợp bệnh mãn tính và có cái tình trạng viêm, bởi vì nhóm Cicalin nó giống như là một cái kháng viêm ấy. Ngoài cái vấn đề là kháng khuẩn thì nó còn kháng viêm. Và kháng viêm là chúng ta dùng liều thấp, giống như trong trứng cá là chúng ta dùng liều 40 hoặc là 100 mg một ngày đấy, chứ không phải là chúng ta dùng liều kháng khuẩn là liều 400 mg đâu. Thế cho Vâng. nên là trong những cái trường hợp mà psychosis thì kê doxy cycline kéo dài ấy, cả tháng ấy, nó rất là tốt. Thậm chí là một tuần nó ổn, nhưng chúng ta nên dùng dài một chút để cho nó chống lại cái phản ứng viêm mãn tính. Còn nếu mà trong trường hợp chốc chúng ta kê thì Kéo, chị giỏi không phải chị giỏi á? nó cũng Giỏi không ổn lắm. không? Cái gì cũng toàn xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Hạnh đâu? Bạn Hạnh bạn Dương Thu ơi, bạn có thể tắt cái mic đi được không ạ? là công mình đấy. Là chị Hạnh mà có một chị nội chú nữa đúng không, em nội chú một bạn nữa đúng Đấy không, đấy, có cái thấy bạn xin đấy. lỗi đâu, không xin lỗi nhiều. Nhưng mà anh mà cứ chỉ ra cái điểm gì khác là ông em xin lỗi, em sẽ làm em sẽ Các tập bạn vấn ơi, như là đúng rồi đúng rồi, trước. và với em Bạn ơi sẽ tắt giúp cái mic với ạ. chị Quyên thì sẽ không phải xin lỗi đâu. Có một Em chị đợi nữa chị ạ. À. Có một chị cô, mình cũng thấy không thể hiểu được sao các bạn cái vừa nghe giảng các bạn vừa nói tháng chuyện gì ấy nhở. Các đấy bạn ơi tắt hộ cái mic được với ạ. Bạn thì nào hóp tắt hộ tất cả luôn mic với rồi. ạ. Bây giờ em xin lỗi, câu đầu tiên là em xin lỗi xong Nhưng rồi bạn mới chú đi không nghe mấy thế à? không chả chả Chị cáo để biết em không để ý lắm, thế là không từ nghĩ lúc đến em bạn đi thì xấu không thấy. đi Đúng rồi, bởi vì anh bạn Sơn là cứ kiểu phải thế à? không thích. Các Chị bạn kia ơi, nói bạn cái nào đang chủ đang đang quản mic đấy ôi ôi thì tắt hộ với ạ. Ok ạ. Trong cái trường hợp tụ cầu thì nó ưu tiên các cái nhóm cycline giống như là oxacycline hoặc là Cepha 3, Cepha 2, hoặc là trong những cái trường hợp mà nó có gây ra các cái tổn thương các cái tổn thương về nhiễm khuẩn huyết hoặc là nặng hơn thì chúng ta có thể dùng nhóm vancomycin đúng không ạ? Hay là thậm chí là dùng tiên chết na, rồi nó bao nhưng nhiêu mà người chết mẹ ra nhóm ủa nó bao nhiêu với trường hợp mà nhỉ liên cầu thì chúng ta sẽ dùng nhóm penicillin đúng không ạ? nó bao nhiêu chết.
Đó, thế thì ngoài ra thì đấy là cái điều trị đặc hiệu, còn ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cái nhóm kháng histamine để chúng ta dùng để chống ngứa và điều trị các cái biến chứng nếu có. Thế trong cái trường hợp này thì cái việc dùng kháng histamine thì nó cũng là điều trị triệu chứng thôi. Chúng ta không bắt buộc phải phải dùng nếu mà bệnh nhân không quá ngứa. Nhưng ví dụ như trên trường hợp bệnh nhân ngứa gãi nhiều hoặc là viêm da cơ địa hoặc là bị cháy dận hoặc là bị côn trùng đốt thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là em bé nó sẽ ngứa, nó gãi và nó làm tổn thương da rất là nhiều, thì chúng ta cho kháng histamine vào để cho nó khỏi gãi và hỗ trợ cho cái quá trình điều trị nó nhanh hơn và đỡ lây lan, đúng không? Các biến chứng thì chúng ta đã nói rồi, đúng không? Về phòng bệnh thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta lưu ý rằng là cái phòng bệnh cho bệnh chốc thì ngoài cái việc đấy là chúng ta tránh cho những cái em bé chốc bị chốc nó lây lan ra xung quanh, đôi khi có thể nên khuyên là nên nghỉ học để cho nó khỏi lây, đúng không ạ? Tránh thành các cái ổ dịch nhỏ ở trong các cái ở trong các cái khu vực trường học, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sẽ tư vấn cho bố mẹ về cái vấn đề là tránh cái tái phát, đúng không ạ? Cái việc tránh tái phát thì nó liên quan tới cái bệnh cảnh nền mà em bé bị mắc về bệnh da trước đó mà liên quan tới bệnh chốc. Ví dụ như là bệnh bị viêm da cơ địa, bị côn trùng đốt hay bị cháy dận, bị virus thì chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải giải quyết các cái bệnh cảnh nền đó thì nó sẽ không bị chốc trở lại. Vì thế cho nên là đôi khi bệnh chốc, nhân chốc thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ kê những cái tắm rửa để sát khuẩn mạnh hơn, ví dụ như là lactacid các thứ. Nhưng mà qua cái giai đoạn chốc rồi thì chúng ta lại phải quay trở lại với những cái sản phẩm tắm dành cho da khô, chống cái viêm da cơ địa hoặc là cho dưỡng ẩm, đúng không ạ? Rửa tay sạch sẽ thì cũng là một cái nguyên tắc luôn luôn được nhắc tới khi mà chúng ta nói tới những cái trường hợp mà lây lan qua vi khuẩn, đúng không ạ? Vì cái bàn tay của chúng ta thì nó sẽ gây ra cái vấn đề viêm da tiếp xúc rất là nhiều. Đấy là lây lan vi khuẩn từ nơi này sang nơi kia qua cái tiếp xúc tay chân. Cho nên là chúng ta sẽ thường xuyên là rửa tay, đặc biệt là nếu mà tiếp xúc với bệnh nhân hoặc là các cái em bé trong cùng nhà mà muốn tránh cái việc lây cho những người khác thì chúng ta sẽ phải làm cái rửa tay sạch sẽ này. Chứ còn cái chốc này thì chúng ta không cách ly được theo kiểu dạng như cách ly hô hấp, đúng không? Đó, thế thì đấy là hôm nay chúng ta đã làm xong cái phần cái chủ đề liên quan đến bệnh chốc. Thì trong trong mấy cái bệnh ba bốn cái nhóm bệnh ngày hôm nay mà chúng ta học thì bệnh này sẽ là bệnh mà chúng ta dễ gặp nhất, thường xuyên gặp và cũng là cái nhóm mà chúng ta cũng dễ dính vào bài thi, đúng không? Thế cho nên chúng ta sẽ học kỹ cái bài này. Cái phần slide thì bác sĩ Việt Minh sẽ gửi lại cho các bạn ở cuối giờ, bạn nhóm trưởng sẽ nhắn tin lại qua Zalo để nhận cái slide nhé. Để bác sĩ Nguyễn Minh sẽ share tiếp cái bài ghẻ. Những cái bài ở phía sau thì chúng ta sẽ làm nhanh thôi, bởi vì bài ghẻ thì nó cũng rất đơn giản.